Thì quý vị các bạn, thì đây là sẵn hôm nay đi qua bên quay bên miếu Tố Dương cúng lễ cầu an, thì mình cũng đi ra phía sau miếu Tố Dương và cái đường lên trên đối tượng nữa quý vị. À, phía sau miếu Tố Dương là ngọn núi Liên Hoa Sơn. Xin mời quý vị các bạn sẽ theo chân mình đi lên phía trên nha quý vị. Đi lên chảnh không? Lên chảnh lên xuống. À, chúng ta sẽ đi lên phía trên để cúng lại trên cái giò nơi ngôi miếu của mẹ Quan Âm quý vị. Mời quý vị các bạn sẽ theo chân mình nha quý vị. Và đây là cái mũi tên chỉ cái đường chúng ta lên trên phía trên ngay cái tảng đá lớn có hình búp sen quý vị. Thì phía sau miếu Tố Dương là cái cảnh này nè quý vị. Thì chúng ta bước lên chúng ta thấy rất là nhiều những cái tảng đá nằm rải rác trên cái ngọn núi tượng đó là Liên Hoa Sơn. Ở đây có những cái tảng đá rất là ngọn nghỉnh quý vị, nằm rải rác trên cái vùng phía sau chùa miếu Tố Dương quý vị. Đây là rất là nhiều những tảng đá nằm ngổn ngang thế này quý vị. Thì cái này ở những cái clip trước thì vlog đã có quay cho quý vị các bạn xem, thì hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại cái vùng núi tượng linh thiêng này quý vị. Ở phía trên chúng ta bắt gặp một cái tảng đá rất là ngọt quý vị. Đây, chúng ta sẽ đi lên phía trên. Và đây là một cái vùng đất mà mưa xuống thì rất là thích hợp cho cái việc trồng cây trồng dông quý vị. Và cũng có rất là nhiều rau rồi, và đặc biệt nhất là rau càng cua. Đây rau càng cua rất là nhiều quý vị, thì mưa xuống mọc lên rất là nhiều. Ngoài ra thì phía sau này chỗ miếu Tố Dương thì có trồng loại gạo bún luôn quý vị. Đây, chúng ta thấy hình này chúng ta bắt gặp một cái tảng đá rất là ngọt quý vị. Tảng đá rất là ngọt. Nó có một cái dè gà giống như một cái mái che giống như. Ở phía bên kia thì cũng có rất là nhiều những tảng đá quý vị, mang hình thù những cái con vật là có những cái hình rất là ngộ quý vị, rất là ngộ. Đây là có cái mũi tên màu đỏ và viết toàn là chữ Nam quý vị, chữ Tàu, chữ Nho đó. Và đường này sẽ đi lên trên những cái gian thờ phía trên ngay cái cục đá hình búp sen quý vị. Cho nên chính vì lẽ đó cho nên núi tượng được đặt tên là Liên Hoa Sơn là như vậy.
liên hoa có nghĩa là hình búp sen. Còn theo nhân gian người ta kêu là núi tượng thì nhìn từ xa thì núi tượng rất là giống hình một cái con voi đang đi giữa cánh đồng lúa, cho nên người ta mới gọi là núi tượng, tượng là voi đúng không? Nhưng mà theo trong cái danh sách bảy núi thì núi tượng thì có tên là Liên Hoa Sơn, nghĩa là hình búp sen. Ở đây thì có những tượng đá rất là ngộ như giống gì? Cục đá này nhìn giống là tượng. Cục đá nào cũng nhìn cũng giống nha. Đá nào nhìn cũng giống tượng hết quý vị. Cho nên ta gọi núi tượng. Nhưng mà trong cái danh sách bảy núi thì nó là Liên Hoa Sơn, thì mình giải thích nó giống hình búp sen. Búp sen là liên hoa. Và phía dưới đó là một cánh đồng lúa. Cũng là mới gặt và xạ lại quý vị. Xanh mơn mởn. Thì hôm nay có chị đẹp với cô Bảy cùng đi với mình lên trên dò núi tượng nữa gì. Chỗ có điện thờ mẹ Quan Âm. Thì chỗ này cũng có một cái giai thoại rất là ly kỳ và hấp dẫn quý vị. Và đây phía trên cũng vậy nè. Phía trên chúng ta thấy cũng có rất là nhiều những cái tảng đá được sắp dọc theo hai bên đường và nằm ngổn ngang giống như là hình những cái con vật đang nằm bất động tại cái vùng núi Linh Thiêng này quý vị. Đây. Và núi tượng là một trong những cái ngọn núi mà nằm trong cái dãy Thác Sơn, có tên trong dãy Thác Sơn đúng không gì, và cũng có rất là nhiều những cái hang động so với những cái ngọn núi khác, nhưng mà nó không sâu bằng những cái hang động so với những ngọn núi khác gì. Đây là cái con đường mà chúng ta sẽ đi tiếp lên trên phía trên. Và lên trên thì chúng ta thấy rất là nhiều những tảng đá to quý vị. Người ta mở cửa mình đi vô. Có gì trống rồi vàng. Và đây là cái lên trên đây chúng ta thấy một cái điện thờ. Có những tảng đá sắp dọc như thế này quý vị, có những cái kẽ hở. Và đây là một cái điện thờ di dị. Thì mình nghe đồn cũng rất là linh thiêng. Thì trên núi thì có chi thần như vậy, các linh thiêng quý vị. Rồi, phía trên thì chúng ta sẽ bắt gặp được một cái tảng đá hình búp sen nè quý vị. Này. Đó, rất là đẹp quý vị ơi, nhìn rất là linh thiêng và huyền bí. Cái hình cục đá này giống như hình một cái búp sen quý vị. Và phía bên đây thì chúng ta tưởng tượng nhìn giống như một cái con rùa đang bám vào hình một búp sen quý vị. Giống như con rùa đang bám vào cái búp sen đang leo lên trên phía trên nè quý vị. Và trên đây thì cũng có rất là nhiều những gian thờ, ngoài gian thờ những chiến sĩ, gian thờ mẹ Quan Âm và những cái gian thờ khác là chứng tỏ bên cái dầu này của vùng núi Liên Hoa Sơn, núi tượng rất là linh thiêng. Là chúng ta sẽ lên cái gian thờ mẹ Quan Âm không gì. Và đây là gian thờ mẹ Quan Âm nè. Cô Bảy, cô Đẹp đang tiến hành hành lễ cúng lại tại cái gian thờ mẹ Quan Âm rất là linh thiêng.
Đây. Có nhà thờ thần tài cái thổ địa đâu quý vị. Đây nhà thờ mẹ Quan Âm nè. Đó, cô Bảy, cô Đẹp đang quét dọn chuẩn bị thắp nhang để cúng lại giái mẹ Quan Âm, độ cho gia đình hạnh phúc, sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Phía sau cái gian thờ mẹ Quan Âm thì chúng ta thấy có một cái tảng đá rất là lớn và những dây leo thì rất là chằng chịt quý vị. Thì bên cạnh thì có một cái gian thờ nữa, đó là gian thờ thần tài với ông địa gì. Đây. Ở phía trên giống như một cái hang động giữa hai cái tảng đá to khép lại như thế này. Thì phía sau cái gian thờ mẹ Quan Âm thì chúng ta thấy có một cái cửa đá đi vào. Rồi bên trong này cũng có một cái gian thờ nữa quý vị. Thì tương truyền ngày xưa thì Liên Hoa Sơn là dùng núi tượng này rất là linh thiêng và cũng có rất là nhiều những cái loài thú tu tập và ẩn náu ở đây. Thì mình nghe kể là rằng những cái ông bà ngày xưa kể rằng đây là một cái tảng đá mà ngày xưa là ông thầy hay gọi là ông cọp đúng không, nằm ở đây để canh gác miếu mẹ Quan Âm đúng không. Và đây là cái nơi mà ông cọp cũng tọa lạc tại đây. Và người dân thì họ vô tình họ thấy được. Và cũng có những cái câu chuyện mà có khi những ông cọp xuống tận dưới nhà dân ở phía sau đúng không. Tại vì núi tượng thì đa phần người dân ở sát mấy núi, phía sau hè là dưới chân núi gì. Cho nên đôi khi ông cũng xuống tới đó. Và cái hang này gọi là hang ông hổ gì. Cho nên ngày nay tương truyền những cái câu chuyện về ông hổ như vậy. Và nơi đây là cái nơi tọa lạc của ông hổ để canh giữ miếu mẹ Quan Âm phía trước. Và tảng đá này là nơi ông hổ ông tọa lạc ở đây. Và ngày nay vẫn còn. Và để tín ngưỡng thì người dân họ sẽ lập bàn thờ và thờ ông hổ tại chỗ này, đây là gọi là hang ông hổ. Bây giờ chúng ta sẽ bước ra ngoài quý vị, bước ra ngoài và tham quan lên tới phía trên nữa. Và phía bên đây thì cũng có những cái gian thờ. Đây là cái miếu thờ chiến sĩ Chân Dương, chiến sĩ một cái vong linh của những chiến sĩ trên một tảng đá. Và do là trong thời gian này là mùa mưa cho nên nước mưa nó đọng lại thế này là tạo thành một cái giếng. Đây là cái điện thờ Phật thầy Thế An. Và chúng ta thấy có điều rất là ngộ cái gì, những mái đá nó dê ra như thế này tạo giống như là một cái điện thờ, một cái gian thờ, một cái mái che giống như. Thì bên đây cái mái đá này chúng ta thấy rất là nhiều những cái lỗ li ti thế này
nhâm nhâm thế này thì chứng tỏ là ngày xưa dưới cái cuộc chiến tranh bị bọn quân xâm lược thì núi Tượng hay là Liên Hoa Sơn cũng hứng chịu nhiều bom đạn. Ở đây cục đá này chúng ta thấy là rất là nhiều những cái đạn bắn phá vào đây, điển hình như là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam đó quý vị. Và bây giờ là những cái vết đạn còn rất là nhiều trên những cái tảng đá này, chúng ta thấy rất là nhiều lỗ đạn quý vị. Phía bên đây cũng để một cái bộ kinh Nhất Cú Di Đà. Và đây cũng là một cái trong những cái sân tiên quý vị, có một cái tảng đá rất là rộng và lớn, rất là rộng và lớn. Thì theo tuyên truyền là sân tiên là ngày xưa là trên những bãi đá cao ở trên vùng núi non như thế này, thì vào những đêm trăng sáng thì những cái nàng tiên nữ hay là những ông tiên tiên ông đến đây từ trên trời bay xuống để đàm đạo hay là múa hát vào những đêm trăng sáng, từ đó người ta gọi là sân tiên. Và điểm đặc biệt của cái tượng đá hình búp sen này thì rất là lớn, rất là khổng lồ và rất là to, và nó ve ra như thế này và trải qua bao tháng năm tạo hóa đã tạo nên một cái tảng đá có hình thù rất là giống những búp sen đang chớm nở gì. Và nó ve ra như là một mái nhà. Ở đây chúng ta có thể là trú mưa trú nắng được rồi. Này, ở phía bên đây thì chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái tảng đá rất là ngộ gì, rất là ngộ nằm rải rác trên sân tiên như thế này. Thì nãy giờ Điệp Vlog cũng đã dẫn quý vị các bạn tham quan toàn cảnh ở cái vùng sân tiên ngay cục đá có hình búp sen của Liên Hoa Sơn hay là núi Tượng thuộc thị trấn Hoa Chúc, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì nếu có dịp quý vị các bạn sẽ về đây để lên đây cúng lại và tham quan cái khu này. Và đây là một trong những cái khu mà chúng ta thấy có nhiều những tảng đá rất là ngộ nghĩnh và rất là đẹp và mang hình thù đậm bản chất về tâm linh, về con này con kia quý vị. Thì đến đây thì Vlog xin kết thúc clip. Chúc quý vị các bạn có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn vào những clip sau.